Lúc 9 giờ 30 ngày 17 tháng 5 năm 2024, giá vàng miếng SJC được công ty SJC niêm yết mua vào 87,4 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 89,9 triệu đồng mỗi lượng, giảm 500.000 đồng lượng so với sáng hôm qua. Một số doanh nghiệp điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống 87,4 triệu đồng lượng ở chiều mua vào, bán ra 89,5 triệu đồng lượng. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng giảm mạnh khỏi mốc 77 triệu đồng mỗi lượng, còn 75,1 triệu đồng lượng mua vào, 76,8 triệu đồng lượng bán ra, giảm 250.000 đồng so với hôm qua. Diễn biến giảm giá vàng nội địa trong bối cảnh giá vàng thế giới dao động trong vùng hẹp quanh 2.378 đô mỗi ao, giảm nhẹ so với hôm qua. Giá vàng trong nước được nhận định có thể tiếp tục đi xuống, nhất là vàng miếng SJC, khi ngân hàng nhà nước đã bán ra khoảng hơn 1 tấn vàng ra thị trường. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 73 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16,9 triệu đồng mỗi lượng, thu hẹp so với những ngày trước dù còn ở mức cao.